Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em đến thăm một cái vườn bưởi của một ông anh. Thì trồng xen giữa bưởi với cả cam các bác. Thì đây. Thì trao đổi các bác, đây là cái vườn bưởi da xanh nhá. Thời điểm em đang quay đây là thời điểm tháng cuối tháng 10 đầu tháng 11 các bác. Cuối tháng 10 đầu tháng 11. Đấy. Vâng, nếu mà anh làm bưởi xanh này là bưởi da xanh này đúng bưởi cháy vụ này. Chứ còn nếu mà làm bưởi theo nứa là người ta làm vào tháng giêng thu hoạch vào tháng 8 tháng 9. Đây bưởi thu Tết này là bưởi cháy vụ. Cái này bây giờ theo như anh nghĩ làm lúc nào cũng được chứ chị ạ. Thì bưởi thì có thể là mình ép làm cháy vụ được mà. Ừ. Mà những cảnh cao quá nhỉ. Bởi vì anh vươn cao để anh trồng nhiều với đây này, gốc này chứ chị biết không. Cái này cút đi rất là một cây bơ đây cục sinh tháng năm anh ghét. Trồng bơ đây hả? Ừ. Úi trời, nó sang hai này thì còn trồng bơ gì nữa. Kệ nó, bởi vì sau này cây bưởi đi được mà không được ta cắt cái đây cây bơ ra kia cây bơ cách 6 mét này, đúng không? Vẫn nhét bơ vào nữa hả? Lại nên bây giờ cái gốc kia là anh lại nhét cây bơ kìa. Đấy. Cứ gốc này là nhét cây bơ. Này, ý định là sau này vườn này trở thành vườn bơ. Sau này trở lại thành vườn bơ. Đấy. Không phải là vườn đây cây bơ có thể đây cây sầu riêng luôn ấy. À, đây còn sầu riêng nữa. Không, nếu mà làm sầu riêng mà không có là cây bơ. Còn ở nữa cái quả tiêu này rất đồng nhầu chú Trinh thấy không? Đây này. Anh rất là dòng hàng nhầu đây, thoải mái. Ừ. Bởi sau này mình có thể mình cho lên cao được rồi, mà không được thì mình xả bưởi đi. Để nguyên một vườn bơ. Là bơ cũng vừa 6 mét luôn. Bưởi này mà làm mà cây kia thì bị hỏng rồi. Cây đấy hỏng rồi. Nó gốc cái anh bưởi để cắt đi chị Mai chị Sam. Đây xong rồi. Rào cứu hết để đưa máy múc vào đảo hết đi. Có nghĩa là cào sơ hết lên chú ạ. Đưa máy múc vào đây là múc cái này lên. Múc một cái hố này đồng nhầu luôn. Múc cho hàng này đồng nhầu múc cái này lên. Cái hố này không múc hố lên để đồng cái bơ thục sinh nhét cái bơ đất ở đây cái nền dưới sâu không đất. Cái mặt để canh tác được bây giờ ở chỗ này đào cái độ khoảng 10 mét đất đỏ ui ủa thế cả sỏi này nhưng mà toàn đất đỏ không mà đào sâu 7-80 mét được mà cũng như đất này mà trồng bưởi là tuyệt vời cũng không tuyệt lắm đâu bưởi bác có chăm đâu ừ. Bác có chăm đâu mà nó không thấy bưởi ta kỹ lắm ạ độ phân đồ ghét kỹ lắm đấy này được ông đi đi. Cây nó cao là bộ mình phải thả này thôi. Đúng không? Không đúng rồi, làm là cắt cái gì? Nó quang nó kia không cần nhiều. Đấy, làm đi ra tỉa cành tạo tán cái như này là đẹp thế này. Đấy. Này tuyệt vời. Ở đây về làm nó cái vườn trong nhà đi chú ạ. Làm nó vườn trong nhà khá là đi để bưởi. Cũng đầy đồng bưởi. Trong nhà cũng đầy đồng bơ với đồng nhầu. Vườn bưởi ở nhà bác đẹp đấy, ở nhà ấy. Ừ. Vườn na thì xấu nhưng bưởi ở nhà đẹp. Bưởi đã này. Đấy, sang năm làm trái là ok. Đất này rất hợp với bưởi này. Đấy. Để tự nhiên mà nó còn ra cỡ này cơ mà. Đây trao đổi các bác đây. Bưởi đây. Đấy. Bưởi bác này bác cái còn cắt trái đi này. Đây những cái trái không đẹp cắt đi này. Đấy, thì hôm nay vào đây quay cái vườn bưởi. Bưởi này gọi là bưởi trái vụ các bác. Bưởi này bưởi da xanh nhá, bưởi da xanh trái vụ. Đấy. Thì tầm này khả năng được đến Tết là một số trái được thu. Đấy, một số trái sẽ được thu trong dịp Tết. Thì trao đổi các bác là về lĩnh vực bưởi thì em cũng không có đi sâu vào lĩnh vực bưởi, tuy nhiên thì cũng quay lại để chia sẻ với các bác thôi. Về cái vườn bưởi của các bác này bác ấy làm cũng khá nhiều. Tuy nhiên thì bác ấy thực tế là vẫn chưa làm bưởi này vẫn chưa đạt lắm. Đấy. Thì cũng trao đổi các bác là bưởi da xanh thì nó ra tự nhiên nhé. Thì bác này là bác cũng không hãm không biết gì đâu. Nó ra tự nhiên. Mà nó gần như là nó ra quanh năm đấy các bác. Đấy. Thì theo em biết được thì cái bưởi thì thường là đây nó cũng đang ra hoa các bác này. Thì sẽ thu hoạch vào khoảng tháng 8, tháng 9. Nhưng mà bưởi này của bác ấy nó ra tự nhiên thành ra nó ra thì bác ấy sẽ có một số thu hoạch vào Tết, còn một số thì sẽ sau Tết. Đấy, sau Tết thì thu. Còn một số thì vẫn ra đang ra hoa nắc đác. Đấy, đây ra hoa đây. Đấy, vào đây vào cái vườn bưởi này đi thì rất là thích cái mùi hương vị của nó các bạn, mùi thơm ăn mát của hoa bưởi. Đấy. Nên đi vào đây là đi tham quan cũng như là đi xem này thì cảm giác là rất là thích thú. Mặc dù là chả có trái bưởi nào mà được ăn các bác ạ. Bưởi vẫn còn non. Vườn bưởi này thì
Thì chủ nhà không chăm lắm các bạn. Vừa rồi có ý định định phá đi rồi. Tuy nhiên thì này thấy tiếc quá nên là để lại. Đấy. Nên cũng cái công tác mà cắt cành tạo tán thì là không được chú trọng đến. Đấy. Các bác mà làm bưởi thì các bác sẽ thấy được cái vườn này là làm gần như không có làm tán để phát triển cách tự nhiên. Thì mới đây này, mới đây chủ nhà mới phá những cái cây để trồng sen tiêu các bác này. Đấy. Thì tiêu nó chết thì phá đi thì bắt đầu mới mới chú trọng đến nó, mới tiến hành là làm cành làm trái. Đấy, để chuẩn bị cho vụ tới. Và cũng ý định là còn trồng sen thêm cái cây cái bơ vào đây nữa các bạn, trồng sen bơ vào đây nữa. Đấy. Điều đó chứng tỏ là chủ nhà này cũng không kết nắm cái cây bưởi. Đấy, thì thôi thì mỗi người một cái đam mê các bác nhỉ. Mỗi người một đam mê. Chứ chả phải ai cũng giống ai. Đấy. Đấy, trước thì trồng 4 cây 4 góc, tuy nhiên xen thêm một cái hàng ở giữa nữa. Khá là dày các bạn, khá là dày. Đấy, hai nữa là bưởi mà làm cái cành này nó cứ trồng ngược lên thế này là. Đấy thì là nó rất ít được cành nhện các bác. Đấy, rất ít cành nhện. Thế là nếu mà các bác có trồng bưởi nhé thì cũng trao đổi các bác là các bác lên tạo tán cho nó từ nhỏ. Đấy, bưởi xen với cam là ok rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên chú trọng đến cái kỹ thuật. Thứ hai là cũng chú trọng đến cái vấn đề là chăm sóc làm sao cho nó đạt cái hiệu quả. Đấy. Vườn này mà chủ nhà cũng đang tính nhét thêm bơ vào nữa và thêm một cái cây nhàu nữa các bác, trồng cái cây nhàu đấy. Thì cũng thì rất là vườn này sẽ rất là dày. Rất là dày. Đấy. Khó mà bảo là để quản lý cái sâu bệnh dịch bệnh mà thành công được. Đấy. Thì đây cũng là một cái mô hình để em chia sẻ với các bác. Thì các bác xem thì các bác có thể rút ra những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Đấy, thì riêng cho bản thân mình. Chứ còn làm kinh tế, nông nghiệp bây giờ thì đúng là mỗi người mỗi ý. Mỗi người mỗi cách tính. Đấy, chứ còn nếu ai cũng làm giống ai ấy, thì sản phẩm sẽ không bán cho ai được. Nên trao đổi các bác thế. Chứ còn các bác nào đam mê nhìn vườn bưởi này thì các bác sẽ cảm thấy rất là tiếc. Và sẽ chắc chắn là sẽ muốn đầu tư bài bản. Còn một số bác là không đam mê thì chúng ta sẽ có hướng là thôi chuyển đổi cây khác. Đấy. Thì cũng trao đổi các bác thế. Thì hôm nay đi qua đây thì thấy vườn bưởi của bác ấy là bác mới bọc trái xong. Đấy, mới bọc trái xong. Thì thấy là cũng khá là đẹp mắt ở những cây có trái đấy. Thì vào quay lại cũng chia sẻ các bác một số cái ý kiến như vậy. Đấy, thì cũng muốn các bác cao thủ trong giới võ lâm trồng bưởi sẽ chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm. Đấy, sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm. Thì cũng muốn là các bác sẽ cho ý kiến nếu những cái cây bưởi như này mình có nên cắt vợi cành đi hay không, hay là chúng ta vít cành xuống. Đấy. Chủ nhà thì ý định là để nó cao các bạn. Ý định là làm trồng cao để phía dưới còn trồng được cái cây trồng khác nữa. Đấy, rất nhiều những ý tưởng. Muốn bên dưới trồng cây nhàu. Đấy, nên là bưởi sẽ ở phía trên, cây nhàu phía dưới. Nên là không có làm bưởi thấp, làm bưởi cao. Còn em ấy thì quan điểm của em là em muốn làm bưởi thấp. Em sẽ làm những cây bưởi nó thấp thôi. Cao một đầu một với thôi. Tầm khoảng 2m, 2m rưỡi thôi. Đấy, muốn trái của nó sau này là nó cứ đu, nó nằm ở ngang này, ngang người các bác này. Đấy, ngang tầm như thế này. Là vừa đẹp. Đấy, chứ không muốn là làm bưởi cao. Bưởi cao có câu bọc rồi xử lý trái các thứ là rất là mệt mỏi. Đấy, những trái đẹp không bác này. Đấy, hai trái rất đều. Trái này bây giờ có cả gần cân rồi các bác này. Đấy, gần cân rồi. Đấy. Nếu mà chúng ta bọc được như này là cực kỳ đảm bảo các bác nhé. Đấy. Thì cũng trao đổi các bác này, em cũng cung cấp cái bọc này để cho bác cái sử dụng luôn đấy. Dòng bọc của em đang cung cấp đây này. Đấy, nên là hôm nay ghé qua để xem bác cái bọc trái như thế nào. Đây, trao đổi các bác thế nhá. Đây, thì cũng giới thiệu các bác một số cây bưởi. Đây là bưởi trái vụ các bác nhé. Bưởi da xanh trái vụ đấy. Mà khả năng cái đất như thế này này là bưởi rất là ngon các bác này. Đây, bưởi như đất như thế này sẽ rất là ngon này. Đây, đất sỏi này. Đấy, đất sỏi. Đất sỏi như này thì nếu mà trời nắng lên thì nó rất là nhanh thoát nước. Thứ hai nữa là nó sẽ cái đất nó sẽ lóng. Làm cây bưởi sẽ dễ làm trái. Nếu cái đất này sẽ dễ làm trái bưởi này. Đấy, sẽ dễ làm trái bưởi. Thứ hai nữa là chất lượng trái bưởi ăn sẽ ngon. Đấy, đây là cái đất sỏi. Sỏi, đất đỏ pha sỏi các bạn, đỏ pha sỏi. Đấy, cũng không đỏ lắm. Đấy, như chủ nhà nói nếu mà đất này mà đào xuống thì cả chục mét thì vẫn không có đá. Là ok lắm rồi bạn. Đấy, như thế này rất là ok. Đấy, trái bưởi mỗi cây này ra trái vụ thì cũng được khoảng 20 quả. Hơn 20 quả các bạn. Đấy, hơn 20 quả. Em thì em sẽ làm bưởi thấp được các bác.
sẽ là bưởi thấp. Và mục tiêu của em đấy sẽ tạo thật nhiều cái nhánh nhện bên trong. Đấy, những cái nhánh nhện như thế này này để mang trái này. Chứ còn không có để bưởi vươn cao tít ở trên đây. Đấy, cao lắm. Cây bưởi này bây giờ chắc phải cao 4-5 mét các bạn. 4-5 mét rồi. Đấy. Như thế thì úi, đây nó tước luôn cả trái, vừa rồi mới bão xong, gió bão. Tước luôn trái, nó rụng trái chúng. Những trái bọc rồi nó tước luôn. Thấy không? Đấy, trái rất là tròn đẹp nhá, tròn đều đẹp này mà nó tước luôn trái này. Đây là rụng rồi các bác này. Đấy, nó rụng luôn rồi này. Rụng rồi rất lãng phí này. Đấy, rất là lãng phí. Này, những trái bưởi. Ô, những trái này bị ruồi vàng đục rồi. Trái bị ruồi vàng đục mà sao còn đi bọc này nữa. Này, cái này bị sâu này, sâu mới ruồi vàng rồi. Đấy, rất lãng phí nhé. Đấy, nên chúng ta phải quản lý được các bác đấy. Đấy, các bác thấy không? Cái bưởi trái vụ sai không? Nhìn sướng không? Đấy, sẽ quay các bác xem. Đấy, đã không? Đấy, bưởi trái vụ nhé. Bưởi da xanh trái vụ. Sai đu cây. Đấy, các bác thấy không? Đẹp nhỉ các bác? Đấy. Thì đây cũng là cái để chúng ta cùng nhau nghiên cứu tham khảo các bác nhé. Tất nhiên thì chả ai cho đầy đủ được đâu. Những mọi cái kiến thức của kia thì chúng ta phải học dần dần thôi. Đấy, học mỗi nơi, góp nhặt mỗi nơi một tí thì chúng ta sẽ hình thành nên một cái cách làm riêng của mình. Chứ chả bác nào mà dạy từ A đến Z được đâu các bác. Đấy. Nhiều bác bảo sao lại quay video mà chả chỉ thế này thế kia mà. Cho nên các bác nhiều khi cái khí hậu rồi đất đai thổ nhưỡng ở khu vực các bác chưa chắc đã giống như của em. Thành ra là chúng ta chỉ trao đổi thôi. Trao đổi rồi cái cách làm của mỗi người chúng ta cùng nhau làm và chúng ta rút ra một chút cái kinh nghiệm thì chúng ta sẽ thành công thôi. Đấy, trao đổi các bác thấy nhá. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Cũng cảm ơn các bác thời gian qua đã ủng hộ kênh của em. Đấy, thì cũng hôm nay thì cũng quay lại cái vườn bưởi da xanh của một người ông anh ở gần khu vực. Đấy, chỉ còn bưởi của em thì em chưa cho ra trái cái vụ này các bác nhé. Đấy, mục đích của em thì sau Tết thì em mới làm trái. Chứ còn đây là bưởi của các bác, em bác làm trái vụ. Đấy, bưởi trái vụ này. Đấy, thì tất nhiên trái vụ nó khó làm. Thứ hai nữa là nó sẽ không được tập trung như là chúng ta làm vào vụ chính. Đấy, trao đổi các bác thế. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.